Chào bạn, hôm nay chúng mình cùng nhau làm quen với một số mới nữa nha. Đó là số 9. Đố bạn, có bao nhiêu bạn đang chơi ở đây vậy? Mình đếm được có 8 bạn đang chơi ở đây. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Có thêm một bạn nữa. Vậy là có tất cả bao nhiêu bạn? Có thêm một bạn nữa, vậy có tất cả là 9 bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Wow, những chấm tròn này thật đẹp. Bạn đếm thử xem có bao nhiêu chấm tròn đi nào. Mình đếm được có 8 chấm tròn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ có thêm một chấm tròn nữa. Vậy có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Có thêm một chấm tròn nữa. Sẽ là 9 chấm tròn. Đúng không nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Còn ở đây, có bao nhiêu con tính? Bạn hãy đếm, rồi điền số thích hợp vào nha. Mình đếm được có 8 con tính. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Có thêm một con tính nữa. Vậy có tất cả bao nhiêu con tính vậy? Có thêm một con tính nữa, tức là có 9 con tính. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vậy số 9 được viết như thế nào đây? Bạn hãy nhấp chuột vào số 9 để xem cách viết nha. Mình cùng xem cách viết nhé. Đây là dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy sau số 8 là số mấy vậy bạn? Sau số 8 sẽ là số 9 mà, đúng không nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp các bài tập nha. Bạn hãy xem cách viết số 9, rồi viết theo nha. Mình cùng xem nhé. Vậy là số 9, mình viết 2 nét đó. Bạn nhớ rèn luyện cách viết số 9 nha. Bây giờ thì sang luyện tập 2 thôi nào. Đố bạn, có bao nhiêu con tính ở đây? Bạn đếm thử xem nhé. Rồi điền số thích hợp vào đi. Mình đếm được có 8 con tính màu xanh và 1 con tính màu đỏ. Như vậy, có tất cả là 9 con tính. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục nhé. Mình đếm được có 6 con tính màu xanh và 3 con tính màu đỏ. Như vậy, có tất cả là 9 con tính, đúng không nào? Đúng rồi,
bạn giỏi lắm. Qua câu khác thôi. Lần này, mình đếm được có 7 con tín màu xanh và 2 con tín màu đỏ. Như vậy có tất cả là 9 con tín. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một câu cuối cùng nhé. Mình thấy có 5 con tín màu xanh và 4 con tín màu đỏ. Vậy có tất cả là mấy con tín đây? Theo mình thì có 9 con tín. Bạn thấy có đúng không nào? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục với luyện tập 3 thôi. Yêu cầu của bài là chọn dấu thích hợp, lớn hoặc bé hoặc bằng nha. 8 như thế nào so với 9 đây? Tám bé hơn 9, cho nên mình điền dấu bé nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Qua câu khác thôi. 9 như thế nào so với 8? Quá đơn giản đúng không? 9 tất nhiên sẽ lớn hơn 8 rồi. Như vậy, mình điền vào dấu lớn nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục câu khác thôi. 9 như thế nào so với 9? Quá dễ đúng không? 9 sẽ bằng 9. Như vậy, mình chọn là dấu bằng nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục với câu khác nào. 7 như thế nào so với 8 đây? 7 tất nhiên sẽ bé hơn 8 rồi. Vì vậy, mình chọn dấu bé nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục thôi nào. 8 thì như thế nào so với 9? Tám thì sẽ bé hơn 9 rồi. Như vậy, mình chọn là dấu bé nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì như thế nào đây? 7 như thế nào so với 9? 7 tất nhiên sẽ bé hơn 9 rồi. Như vậy, chọn dấu bé nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục qua câu khác thôi. 9 như thế nào so với 8 đây? 9 tất nhiên sẽ lớn hơn 8 rồi. Như vậy, mình chọn là dấu lớn đi. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp một câu nữa nha. 9 như thế nào so với 7? 9 lớn hơn 7. Vì vậy, mình chọn dấu lớn nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một câu cuối cùng nhé. 9 như thế nào so với 6? Thật dễ đúng không nào? 9 lớn hơn 6. Vì vậy, mình chọn dấu lớn nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ồ, hay quá. Nào, tiếp tục với luyện tập 4 thôi. Yêu cầu của bài là điền vào số nào? 8. Bé hơn bao nhiêu đây? Đề bài cho là 7, 8 hoặc 9. Bảy thì bé hơn 8 rồi, còn 8 thì bằng 8,
Như vậy, 8 sẽ bé hơn 9 thôi. Mình chọn là 9 nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Qua câu khác thôi. Còn số nào sẽ lớn hơn 8 đây? Trong 3 số 7, 8, 9 thì chỉ có 9 là lớn hơn 8 thôi. Mình chọn là 9 nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục câu khác thôi nào. 7 thì bé hơn số nào đây? Theo mình, 7 bé hơn 8 và bé hơn 9 nữa đó. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ồ, hay quá. Tiếp tục qua câu khác thôi. Còn số nào lớn hơn 7 đây? Quá đơn giản đúng không nào? Số 8 và số 9 sẽ lớn hơn 7, đúng không? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục qua câu khác thôi. Ồ, lần này mình phải điền số nào vào đây? Số mà lớn hơn 7 mà bé hơn 9 sẽ là số 8 nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tiếp tục một câu cuối cùng nhé. Số nào sẽ lớn hơn 6 nhưng lại bé hơn 8 đó? Bạn chọn số nào đây? Mình sẽ chọn là số 7 nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì tiếp tục với luyện tập 5 thôi. Yêu cầu của bài là viết số thích hợp vào ô trống. Đề bài đã cho số 1 và số 5 rồi. Như vậy, 3 ô còn lại, mình sẽ điền số nào đây? Mình sẽ điền như thế này. Sau số 1 sẽ là số 2. Tiếp theo sẽ là số 3. Và tiếp theo nữa sẽ là số 4 nha. Bạn thấy mình làm vậy có đúng không? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Sang câu B nhé. Câu này, đề bài đã cho số 4 và số 8. Như vậy, mình phải điền số nào đây? Mình sẽ làm như thế này nhé. Sau số 4, mình sẽ điền là số 5. Và tiếp theo sẽ là số 6. Sau số 6 sẽ là số 7. Ồ, đúng rồi. Tiếp theo là số 8. Và cuối cùng ở đây sẽ là số 9 đúng không? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì sang câu C nhé. Ở đây, đề bài đã cho số 1 và số 7 rồi. Như vậy, các số còn lại sẽ là... Mình làm như thế này nhé. Sau số 1, mình viết là số 2. Tiếp theo sẽ là số 3. Tiếp theo là số 4. Tiếp theo nữa là số 5. Sau số 5 sẽ là số 6. Ồ, đúng rồi. Ở đây đã cho số 7
Như vậy sau số 7 này sẽ là số 8, đúng không nào? Tiếp theo nữa sẽ là số 9 nha. Mình làm vậy có đúng không? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ thì sang câu D thôi. Ồ, bây giờ đề bài chỉ cho số 9 và số 1. Ồ, mình đã biết cách làm rồi. Mình sẽ làm như thế này nhé. 9 mà trở về 1 thì mình đếm ngược lại. Sau 9 sẽ là 8. Tiếp theo sẽ là 7 nè. Sau 7 sẽ là 6. Rồi đây là số 5. Tiếp theo là 4. 3. 2. Và 1 là số cuối cùng. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Ồ, bài học hôm nay thật thú vị nha. Nhưng bài học đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại bạn ở bài học tiếp theo nha. Hàng trên đề bài chỉ cho số 2 và ở hàng dưới đề bài cho số 3 thôi. Như vậy các số còn lại là số nào đây? Bạn xem mình làm nhé. Trước số 2, mình sẽ điền là số 1.